Lúc nãy không có gì kiếm cho nó ăn nhỉ? Ê, mình đứng lạc vô cái đâu đó. Đây, nghe đây luôn này. Rồi, còn Việt Nam mình đứng xếp vô, không ảnh hưởng lối đi của những tàu khác. Rồi, cảm ơn cả nhà. Mình đi mình đồ không? Thank you.